đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Điểm chung bất ngờ giữa Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y, vừa đẹp, vừa tài khó ai đọ lại, hai vũ trụ nhan sắc Cúc Tịnh Y, Tiêu Chiến khiến dân mạng bấn loạn vì sở hữu tài lẻ giống hệt nhau. Trong nền phim ảnh Hoa ngữ, bên cạnh diễn xuất ổn định, nhiều diễn viên còn gây bất ngờ cho khán giả khi sở hữu một số tài lẻ về nhiều lĩnh vực như hội họa, âm nhạc, thể thao, ẩm thực. Mới đây, Cúc Tịnh Y khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi đăng video chơi đàn violin lên trang cá nhân Weibo. Khán giả khắp nơi không khỏi suýt xoa trước tài chơi nhạc của Cúc Tịnh Y. Cụ thể, Cúc Tịnh Y được cho là đang chơi bài Thiếu Niên Hoa Hồng trong phòng tắm. Mỹ nhân xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp cùng khí chất ngút ngàn vốn có của mình. Ngay lập tức, cụm từ phiên bản phòng tắm Thiếu Niên Hoa Hồng của Cúc Tịnh Y lập tức leo lên hot search Weibo và nhận được nhiều lượt tương tác của cư dân mạng. Theo đó, tài năng của Cúc Tịnh Y khiến khán giả vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ. Nhiều người chia sẻ họ đã theo dõi Tịnh Y một thời gian dài nhưng không ngờ cô có thể chơi đàn violin một cách thành thạo như vậy. Bên cạnh đó, một số khán giả biết chơi violin nhận xét rằng nữ diễn viên rất có tiềm năng âm nhạc, biểu cảm khi trình diễn cũng rất lôi cuốn. Ngoài ra, công chúng nhận ra hội diễn viên tài sắc vẹn toàn của CBiz lại kết nạp một cái tên mới. Trước đây, Tiêu Chiến cũng khiến dân mạng bấn loạn trước tài chơi violin của mình. Được biết, nam thần Trần Tình Lệnh từng học violin từ nhỏ và có tên trong dàn hợp xướng của trường. Nhiều người đùa vui rằng giá như Tiêu Chiến và Cúc Tịnh Y có cơ hội hợp tác với nhau trong một dự án phim âm nhạc hoặc đơn giản là trình diễn tặng công chúng một bài hát nào đó. Lúc ấy, khán giả sẽ có cơ hội được chứng kiến một dự án gấp đôi nhan sắc và tài năng với sự góp mặt của hai người. Mong rằng Cúc Tịnh Y sẽ phát huy hơn nữa tài lẻ về âm nhạc của mình. Các dự án sắp tới của cô như Hoa Nhung hay Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đều thành công rực rỡ. Làm đại diện cho một nhãn hàng, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ có nguy cơ nhận án phạt. Nhãn hàng do Triệu Lệ Dĩnh làm đại diện từng không ít lần gây tranh cãi. Thương hiệu do Triệu Lệ Dĩnh làm đại diện bị điều tra hoạt động quảng cáo phóng đại công dụng sản phẩm. Vụ việc được cho là sẽ ảnh hưởng đến nữ diễn viên. Ngày 1 tháng 6, Sina đưa tin thương hiệu Tổ Yến Yến Chi Ốc do Triệu Lệ Dĩnh làm đại diện bị cáo buộc quảng cáo sai sự thật. Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc yêu cầu đơn vị này giải trình hàng loạt bài tuyên truyền phóng đại công hiệu của Tổ Yến trên thị trường trong vòng 30 ngày. Vụ việc hiện được Cục Giám sát Thị trường Trung Quốc tiếp nhận. Theo Sina, Yến Chi Ốc là thương hiệu quốc dân tại Trung Quốc. Đây công ty Tổ Yến đầu tiên phát hành cổ phiếu. Lợi nhuận trong 3 năm gần nhất của Yến Chi Ốc đều đạt gần 50 triệu đô la Mỹ. Yến Chi Ốc mỗi năm chi 200 triệu nhân dân tệ, hơn 694 tỷ đồng, để quảng bá hàng loạt sản phẩm làm từ Tổ Yến qua các phương tiện truyền thông. Điển hình như trong một chiến dịch tuyên truyền công khai, nhãn hàng này giới thiệu sản phẩm có công dụng giúp người dùng kéo dài tuổi thọ và hỗ trợ phụ nữ mang thai ăn uống ngon hơn. Tuy nhiên, nhãn hàng này thường xuyên bị truyền thông chỉ trích quảng cáo quá đà sản phẩm. Lưu Gia Linh khi còn làm đại diện thương hiệu từng tiết lộ bí quyết dưỡng nhan sắc của nữ diễn viên là ăn Tổ Yến. Cô khẳng định sản phẩm của Yến Chi Ốc có công dụng làm đẹp da. Ngoài ra, thương hiệu này còn tuyên truyền Tổ Yến của mình tốt cho mẹ bầu, tăng khả năng miễn dịch, giảm tình trạng ốm nghén và cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi. Tuy nhiên, theo tờ Nam Đô, sản phẩm Tổ Yến ăn liền của Yến Chi Ốc không nằm trong danh mục thực phẩm phục vụ cho mục đích y tế đặc biệt của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc. Tháng 5 năm 2021, Yến Chi Ốc bị phạt 30.000 đô la Mỹ vì quảng cáo không trung thực khi cho biết Tổ Yến công ty sản xuất sạch gấp 5 lần nước tinh khiết. Theo China Times, nếu Yến Chi Ốc bị phát hiện sai phạm, theo luật quảng cáo sửa đổi, Triệu Lệ Dĩnh có thể nhận án phạt. Thương hiệu Yến Chi Ốc vốn có dấp quảng cáo thiếu trung thực nhiều năm qua. Do đó, nữ diễn viên có thể bị xếp vào trường hợp người đại diện biết sản phẩm kém chất lượng nhưng vẫn nhận quảng cáo sẽ chịu liên đới nếu phát sinh vấn đề. Trang tin cho biết Trung Quốc hiện bước vào tháng cao điểm thanh tra hoạt động quảng cáo của giới nghệ sĩ. Các trường hợp nghi vấn sai phạm đều bị thanh tra công khai và xử phạt nặng. Sẽ có nhiều hơn một cảnh điểm trong thời gian tới, China Times cho biết. Ngày 28 tháng 5, cảnh điểm trở thành minh tinh hạng A đầu tiên bị xử phạt khi luật quảng cáo mới được áp dụng. Cô ký hợp đồng với những sản phẩm chất lượng kém, không qua kiểm tra, cảnh điểm phải nộp phạt hành chính 1 triệu USD, không được nhận quảng cáo mới trong 3 năm. Vụ việc gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của nữ diễn viên. Theo Sina, giá trị thương mại của cô lao dốc trên thị trường. Hàng loạt thương hiệu cắt đứt quan hệ với đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh. Trầm Vụng Hương phai lộ video 12 phút cực nét, Thành Nghị được khen, Dương Tử lại bị chê diễn lố. Trầm Vụng Hương phai của Dương Tử, Thành Nghị lại tiếp tục bị lộ nội dung. Nhưng lần này là video 12 phút nét căng. Cách đây không lâu,
bộ phim Trầm Vụn Hương Phai đã bị lộ nội dung lên đến hơn 40 phút. Ở thời điểm đó, dân mạng đều lên tiếng trách cứ Yuku và Hoang Thụy làm ăn cẩu thả. Cũng có người cho rằng đó là chiêu trò mới của phía nhà sản xuất nhằm tạo nhiệt cho Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử và Thành Nghị trước thềm lên sóng. Mới đây, bộ phim hợp tác đầu tay của Dương Tử và Thành Nghị lại lần nữa bị lộ nội dung. Nhưng lần này video Trầm Vụn Hương Phai được đầu tư rất tỉ mỉ và nét căng như bản chiếu chính thức. Cũng giống như trước, Hoang Thụy và Yuku bị fan phim mắng thảm vì chiêu trò tạo nhiệt rẻ tiền. Chuyện này khiến phim khi lên sóng có nguy cơ bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, sau khi xem xong đoạn clip 12 phút, khán giả đã dành nhiều lời khen ngợi cho kỹ xảo và nam chính Thành Nghị. Có thể nói, Trầm Vụn Hương Phai chính là một trong những dự án phim được đầu tư khoản kỹ xảo đẹp nhất trong năm nay. So với Ngự Giao Ký, những phân đoạn đánh phép hay khung cảnh ở tiên giới trong Trầm Vụn Hương Phai cũng được đầu tư rất lớn. Ngoài ra, nam chính Thành Nghị cũng nhận được nhiều lời khen ngợi về cả diễn xuất lẫn tạo hình. Đặc biệt, tạo hình tóc trắng đầy ma mị của chàng Mỹ Nam này trên phim khiến khán giả không thể rời mắt. Trong khi đó, nữ chính Dương Tử cũng nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp, tạo hình cổ trang đáng yêu. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng diễn xuất của nàng Tiểu Hoa trong phim quá lố, đặc biệt là những phân cảnh đáng yêu, nhí nhảnh Dương Tử dường như không kiểm soát được biểu cảm gương mặt thành ra, ngũ quan bay tứ tán. Nhưng lúc diễn cảnh đau khổ, mỹ nhân chính ít này lại thể hiện khá tốt. Cũng có ý kiến cho rằng, dù sao đây cũng mới chỉ là một phần nội dung bị lộ. Muốn biết diễn xuất của Dương Tử có lố hay không thì phải đợi lịch chiếu chính thức của Trầm Vụn Hương Phai. Hiện tại đa số khán giả đều cho rằng, Trầm Vụn Hương Phai liên tục tung ra tin tức mới chắc hẳn lịch chiếu sẽ không còn xa. Mới đây cũng có thông tin cho biết, bộ phim của Dương Tử, Thành Nghị Trầm Vụn Hương Phai sẽ tạm định lên sóng vào quý tháng 2 năm 2022, dự tính là vào ngày 16 tháng 6. Bạn có trông chờ bộ phim của cặp đôi này không nào? Phương Nhất Bác được Triệu Lệ Dĩnh và dàn ảnh đế nâng đỡ nhưng mãi vẫn không bì nổi Tiêu Chiến. Dù sở hữu nguồn tài nguyên phim ảnh dồi dào, được đóng chung cùng với dàn sao Đình Đám, thế nhưng nhiều netizen vẫn nhận xét diễn xuất của Vương Nhất Bác vẫn còn thua xa Tiêu Chiến. Cùng với Tiêu Chiến và Cung Tuấn, Vương Nhất Bác được xem là diễn viên lưu lượng hàng đầu showbiz. Với tin đồn nên duyên với Dương Tử, tên tuổi nam diễn viên thường xuyên lọt hot search Weibo. Mới đây, trên mạng xã hội Weibo có bài đăng của một blogger chỉ ra nguyên nhân Nhất Bác được hậu thuẫn bởi dàn minh tinh Đình Đám nhưng vẫn flop. Trong đó, diễn xuất đơ cứng, mãi không tiến bộ của nam diễn viên được blogger nhấn mạnh. Nguồn tin cho biết, Nhất Bác có tài nguyên dồi dào bậc nhất showbiz. Trước đây, nam diễn viên từng được đóng cặp với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong Hữu Phỉ. Đây là điều gần như bất kỳ nam thần nào cũng mơ ước. Trong khi đó, ở những bộ phim điện ảnh gần đây, Nhất Bác tiếp tục được đối diện với dàn ảnh đế lừng danh showbiz. Trong đó, Việt Nam diễn viên xác nhận đóng chính trong phim điện ảnh Nhiệt Liệt cùng ông Hoàng Phòng Vé, Trung Quốc, Hoàng Bột là đáng chú ý nhất. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết, dù sở hữu tài nguyên dồi dào, được sánh vai với các tên tuổi lớn, nhưng Nhất Bác còn lâu mới đọ lại dàn nam thần showbiz, bởi nam diễn viên gần như chưa có vai diễn nào đột phá trong sự nghiệp. Hai bộ phim nổi bật nhất của anh là Trần Tình Lệnh và Hữu Phỉ gần như đều được bạn diễn gánh tim. Blogger nhận định, chính lối diễn trăm vai như một của Nhất Bác khiến khán giả vô cùng ngán ngẩm. Theo thông tin Hành Lang, bộ phim Băng Vũ Hỏa do Nhất Bác đóng đứng trước nguy cơ đắp chiếu vì kém nhiệt. Được biết, bài đăng trên xuất phát từ quan điểm cá nhân của blogger và chỉ mang tính tham khảo. Phía Nhất Bác cùng các diễn viên được nhắc tên vẫn chưa lên tiếng. Tuy nhiên, trên các diễn đàn, khán giả khắp nơi đã bàn luận xôn xao. Phần đông khán giả bày tỏ sự hoài nghi về khả năng diễn xuất của Nhất Bác. Họ đặt nghi vấn rằng với phong độ không ổn định của mình, liệu anh có hoàn thành được các vai diễn khó nhằn trong tương lai. Nhiều người còn so sánh diễn xuất của Nhất Bác với Tiêu Chiến. Theo đó, họ nghĩ Nhất Bác nên học hỏi cách diễn của Tiêu Chiến để có thể chinh phục được nhiều khán giả khó tính. Tuy nhiên, công chúng vẫn đặt kỳ vọng vào sự thể hiện của Nhất Bác trong các dự án mới, bởi họ cảm thấy nam diễn viên đang dần tiến bộ và nghiêm túc trau dồi kỹ năng để chinh phục vũ trụ điện ảnh.